Bất động sản Cần Giuộc Long An, em xin chào tất cả quý nhà đầu tư. Hôm nay em giới thiệu một miếng đất full thổ cư ha. Lộc Trung, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đây là tỉnh lộ 85A. Từ vị trí này mình review vào tới miếng đất là 200m nha. Hướng này mình đi thẳng là về thị trấn Cần Giuộc 2km. Còn hướng ngược lại là mình đi về ngã tư Sò Đôi. Đây là hướng về ngã tư Sò Đôi 5km. Mình rẽ phải là mình về Đinh Đức Thiện, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, ra quốc lộ 1A nha. Còn trước mặt của em là con đường cộng đồng Lộc Trung. Hướng này ra tỉnh lộ 85A. Xin mời cô chú, anh chị em và nhà đầu tư song hành cùng em vào tới miếng đất full thổ cư ha. Từ vị trí tỉnh lộ 85A ghi quê vào tới miếng đất là 200m nha. Đây là con đường nhựa Lộc Trung nha quý vị. Khu vực này rất an ninh nha. Dân cư sinh sống rất là đông đúc nha. Quý vị mình về đây mình mua đầu tư ha, xây nhà ở. Phía trước của em là con đường vào đất nè. Đó, từ tỉnh lộ 85A em review vô tới đây là 200m nè, cự ly quá gần. Rồi, đây là con đường nhựa Lộc Trung nha. Còn ở đây là cái đường bê tông nè quý vị. Đường bê tông 2,5m. Nè, đường bê tông 2,5m. Quý vị cứ đi thẳng 50m lên là tới vị trí đất nha. Ở đây là 85A, quá gần luôn, 200m nè. Rồi, ở đây mình vô đất nè, 50m. Vị trí đất mình cách mặt tiền đường nhựa Lộc Trung này 50m nha. Rồi em xin mời. Đó, đây là con đường bê tông 2,5m. Cái này xe 4 chỗ ra vô chạy vô được nha quý vị. Vị trí đất của em nằm ngay đây. Đường bê tông 2,5m trước đất, cách mặt tiền đường nhựa Lộc Trung 50m. Rẽ ta phải là ra tỉnh lộ 85A 200m. Cự ly quá là gần luôn. Rồi vị trí đất của em nè, nằm cặp bên căn nhà này, là nằm cặp bên căn nhà lầu này nha. Rồi. Ranh giới là nằm sát cặp vách căn nhà này, từ vị trí này qua bên này. Đây. Ở đây là có cái hàng gạch này quý vị, hàng gạch ranh giới xây thẳng ra phía sau, tới cái mỹ tường phía sau luôn nha. Đó, có ranh giới là có cọc rõ ràng nha. Rồi từ bên, từ ở đây nè, đây, từ cái mí bụi cỏ này cao cao nè, qua sát cái tường bên kia, ngang 4m, chạy dài ra tới phía sau luôn, là tới hàng rào phía sau đó quý vị. Đó, hàng rào dài đó, là chiều dài 30m, vị trí là bằng dưới căn nhà luôn nha quý vị. Cái chiều dài đã bằng với diện tích là bằng với căn nhà luôn. Đó, căn nhà này nè. Căn nhà này mới xây là diện tích ngang 4 dài 30. Miếng đất của em cũng ngang 4 dài 30 luôn. Đó, diện tích bằng nhau nha. Đường trước đất là đường bê tông ha, xe hơi 4 chỗ vô được, cách mặt tiền đường nhựa 50m thôi, ra tỉnh lộ 85A 200m, cự ly là quá gần luôn. Khu này rất có tiềm năng ha quý vị. Mình mua đầu tư ha. Xe nhà ở, nhà bán ok hay quý vị. Đó, giá bán 950 triệu ha. Một miếng đất full thổ cư quá rẻ, Lộc Trung, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An, cặp bên căn nhà lầu này nha quý vị. Đó, khu vực quá, nhà dân sinh sống cũng đông đúc ha quý vị. Rồi em xin nhắc lại một lần nữa, em kết thúc video luôn. Miếng đất của em là đất full thổ cư, diện tích ngang 4 dài 30. Lộc Trung, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An, đường trước đất là đường bê tông 2,5m.
cách mặt tiền đường nhựa 50m, ra tỉnh lộ 835A 200m, cặp bên căn nhà lầu này nha, diện tích bằng căn nhà lầu này luôn, ngang 4 và 30, giá bán 950 triệu, bao giấy tờ ha, thế công chứng. Rồi em xin kết thúc video tại đây luôn, cảm ơn tất cả quý vị khán giả và nhà đầu tư luôn ủng hộ xem kênh của em. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi thông báo video tiếp theo cũng như là giá cả thị trường bất động sản Cần Giuộc, Long An. Em xin chào và hẹn gặp lại.